Và đây là kênh YouTube mới của No2, rất mong các bạn ủng hộ. Hey, chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với No2 Công nghệ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một quá trình sản xuất men ba từ A đến Z. Chúng ta sẽ xem là đến khi đến tay chúng ta thì cái men chúng ta sẽ qua bao nhiêu khâu sản xuất và đã có được kiểm tra test tiếc kỹ lưỡng hay không. Mời các bạn, đây là một video của nước ngoài Tùng Chỉ Việt Hóa. Thời gian này thì đã là nghỉ Tết do dịch Covid-19, vì vậy là cái chất lượng biên soạn video thực sự không được cao do tự tay mình làm. Rất mong các bạn bỏ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đến với nhà máy sản xuất men ba ở Đài Bắc, Đài Loan. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. 400.000 bo mạch chủ mỗi tháng. Một nhà máy sản xuất được 400.000 bo mạch chủ mỗi tháng và sản xuất xuất đi tất cả các nước ở Đông Nam Á cũng như châu Á. How Giga Market, Nam Ping, Đài Bắc, Đài Loan. Giga. Giga là một thương hiệu men rất nổi tiếng và được Thùy Linh ở Việt Nam là nhà phân phối độc quyền, có trụ sở bảo hành ở 171 Thái Hà nếu mình nhớ không nhầm. Vì vậy là anh em ở Hà Nội, ở ngoài Bắc khi mua men Giga thì cái chế độ bảo hành nó sẽ dễ dàng hơn, vì chúng ta có một câu nói bất di bất dịch của các cụ, đó là nhất cự ly và nhì là tốc độ, ăn vạ nó cũng dễ dàng hơn. Hình như là cái men của chúng ta sắp sửa xem cái quy trình sản xuất từ A đến Z là men Giga H110. Nhiều máy móc quá. Máy dập gì đây? Đây này. Cái đây là cái bảng dây chuyền, có nghĩa là người ta để sẵn các cái vỉ linh kiện gồm chở, tụ, IC hay là MOSFET, người ta để này, sau đó người ta từng công đoạn, có nghĩa là công đoạn này người ta chỉ đắng IC, công đoạn sau người ta chỉ đắng tụ, công đoạn sau người ta chỉ đắng chở và đắng MOSFET, hoàn thiện từng công đoạn một các bạn nhé. Những dây vỉ, dây chở đấy. Ở đây đó đã, mình đã để cái chế độ súp của tiếng Việt, vì vậy tiện cho anh em theo dõi. Các bạn nhìn này. Đầu tiên người ta sẽ đắng những cái, ví dụ như là cuộn dây của nguồn V-Co, ví dụ như socket, cái chân cổng bằng nhựa lên đầu tiên. Cái men của chúng ta trần chuồng ngay ở thời điểm đầu nó sẽ như này này. Các bạn nhìn thấy chưa? Trần như nhộng luôn, chưa có bờ linh kiện nào cả, chỉ có những cái rắc kết nối như Santa, như socket, như rắc pin CMOS và những chuẩn M2 thôi nhá. Trần chuồng như nhộng luôn. Sau đó đi qua máy sẽ được đóng từng linh kiện như I/O, tụ điện, tất cả các thứ. Cái gì đây? Đây là cái máy để kiểm tra xem trong cái quá trình người ta đóng chân ấy, kiểm tra nhiệt và kiểm tra từ, xem cái quá trình đóng chân xuống bằng máy nó có bị hở không. Nếu hở thì người ta sẽ lật lại hoặc là tiêu hủy cái vỉ mạch đó đi. Đây là một cách kiểm tra. Chúng ta đấy, người ta quét kiểm tra. Gigabyte. Từng vỉ một sẽ kiểm tra. Máy kiểm tra, còn người làm một biển sát thô sơ, đó là ngắm tụ này. Sau đó được tiếp tục đưa vào đắng từng con tụ bởi máy móc các bạn nhé. Ôi, nhanh vãi trời. Cuối cùng là cái công đoạn thủ công. Công đoạn thủ công có nghĩa là những cái vị trí nó hơi khó một chút, người ta sẽ dùng tay người ta để từng con linh kiện vào. Sau đó người ta sẽ cho qua máy tiếp tục quá trình sấy, chảy các chân thiếc để cho nó ăn bám. Cái người ta hàn thiếc ở đây, người ta sẽ hàn bằng cái laser nhé. Có nghĩa là không phải hàn bằng cái nò sấy nóng lên mà hàn bằng cái laser hoặc qua một cái vỉ nhúng thiếc. Vì vậy là chúng ta sẽ thấy là cái chất lượng của những cái linh kiện bên cạnh không hề bị ảnh hưởng, có nghĩa là chỉ tác động vào vị trí cần tác động thôi ạ. Chặt đúng lỗ. Check. Đấy, các bạn thấy chưa? Thêm những cái linh kiện nhỏ lẻ thì sẽ được những công nhân, những cô gái Đài Loan rất xinh đóng vào audio này, hoặc là những công nhân Việt Nam sang đó lao động nhé. Lúc đầu tiên thì chúng ta thấy có cảm giác là chúng ta đang đi chiêm ngưỡng bo mạch Giga H110, nhưng sau đó thì chúng ta lại thấy những cái bo mạch của dòng men đời Z của chúng ta. Ông kia mặc quần dài vào.
robot chở cho chúng ta những cái linh kiện thừa thiếu hoặc những cái vỉ mạch bị lỗi thì đi sang nơi khác. Mỗi người chỉ làm một công đoạn trong một dây chuyền. Vì vậy, khi người ta đã làm quen một thứ, cái tỷ lệ lỗi là rất thấp. Quá trình sản xuất vỏ hộp, đây các bạn để ý này. Ở đây, thực sự ngày xưa khi Tùng làm bảo hành của hãng LG thì từ cái hộp sẽ đồng bộ với cái bên. Ở đây thì nó rõ ràng là từ cái chắn, cái cutter low và cái dây Santa nó sẽ đồng bộ cái bên, người ta sẽ bắn CD để đồng bộ để sau này dễ kiểm soát. Nhưng khi đến các đơn vị mà phân phối thì những cái này sau khi bảo hành nó sẽ đảo lộn vì những cái kia đến tay khách hàng hết rồi, người ta không còn bận tâm nữa. Một số nhà bảo hành chuối là còn phải giữ lại vỏ hộp hoặc giữ lại biên lai bảo hành nhé, chuối vãi luôn, giấy hướng dẫn sử dụng. Tất cả mọi thứ sẽ phải đồng bộ với nhau. Cuối cùng thì chúng ta đã có những cái chồng main Giga H110DS2 hoặc S2 của chúng ta đã hoàn thiện tất cả. Và cái câu cuối cùng chúng ta đó là đóng hộp và nhờ máy bay vận chuyển đến các đơn vị. Rất đơn giản đúng không ạ? Rất đơn giản, chỉ có khoảng hơn 2 phút cho chúng ta đi thám hiểm một nhà máy chuyên sản xuất của main Giga. Nhưng nó đã sâu cho chúng ta tất cả những thứ chúng ta cần. Tự động hóa 100% nhưng đôi khi vẫn còn một chút bàn tay con người để lấy hên, chứ không phải là để làm gì cả. Những cái đơn giản đó người ta hoàn toàn có thể tự động bằng máy, check lỗi bằng máy, nhưng vẫn phải có khâu con người để cho nó khách quan, check cái giai đoạn cuối cùng để khi lỗi còn tóm được đầu thằng nào để mà quy chụp. Đại loại nó là như vậy, chứ không cần phải con người khi đã auto 100% như này. Không lấy cô gái Việt Nam nào. Cái này hình như xuất đi thị trường Trung Quốc. Chúng ta thấy trên bao bì vỏ hộp có tiếng Trung. Rồi, đến cái buộc dây còn phải auto 100%. Ok, vậy là chúng ta đã cùng Tùng đi tham quan nhà máy sản xuất main loa ở Đài Loan. Các bạn có những cái main nào hay có những video nào cần reaction thì các bạn hãy chia sẻ đường link ở phía dưới và hãy đóng góp cho chúng tôi những ý kiến. Rất mong rằng cái video này sẽ đem lại cho các bạn một cách nhìn tổng quan về cái quy trình sản xuất một cái main loa từ lúc đưa từ nhà máy vào đến khâu cuối cùng là chúng ta sử dụng. Chúng ta không thấy cái khâu thủ tục mà chúng ta thường mong muốn, đó là test bằng tay, test vo bằng tay để lên hình để sử dụng. Cái khâu đó không có, vì nếu có nó mất quá nhiều thời gian. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và đây là kênh YouTube mới của Noah. Rất mong các bạn ủng hộ.